các anh em đang quay lại kênh YouTube của mình. Thì ở video lần này thì mình đang thực hiện đại tu cái động cơ, và bây giờ mình đang muốn nói chuyên sâu về cái bộ cơ cấu piston xi lanh thanh truyền ha. Áp piston. Đây, những cái vòng sắc mang ha. Thì các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like, subscribe ủng hộ kênh giúp mình ha. Và anh em nào cần phụ tùng vật tư của dòng xe tải Daewoo, Hyundai, Hino, hệ thống phanh khí nén thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100. Đây là những cái vật tư mới nha các anh em. Ở video lần này thì mình sẽ nói về cái cơ cấu truyền động piston xi lanh ha và thanh truyền. Thì những cái lưu ý gì khi mà chúng ta sửa chữa nó, và những cái vấn đề gì khi mà chúng ta tìm hiểu về cái động cơ đúc ram này, thì nó sẽ có trong cái video này. Đây là cái piston ha. Piston thì cấu tạo của piston thì cái đây là cái đỉnh piston, và phía phần dưới này được gọi là thân piston ha, thân piston. Và bên cái lỗ này được gọi là lỗ để xỏ áp piston. Đây, cái áp piston này sẽ xỏ vào đây, và bên ngoài này nó sẽ có một cái để giữ cái áp này này. Đấy, thì nó sẽ có cái vòng cái phe này ha. Đấy, thì nó sẽ giữ hai đầu, bên này một đầu và bên này một đầu ha. Đấy, thì trên cái thân piston này thì nó sẽ có những cái rãnh được gọi là để chứa cái rãnh sắc mang này ha. Thì cái rãnh sắc mang này nó sẽ chia làm hai loại, sắc mang hơi và sắc mang dầu ha. Sắc mang hơi là cái rãnh này và rãnh bên dưới này, và sắc mang dầu sẽ nằm dưới. Và trên cái rãnh sắc mang dầu nó sẽ có cái lỗ để nó thoát nhất. Đây các anh em, đây cây xi lanh chúng ta được bôi trơn thì nó sẽ thoát nhớt qua bên này. Khi mà bê tông chúng ta đi xuống, nó cọ nhớt xuống thì nó sẽ ra cái lỗ này này, và đồng thời nó sẽ bôi trơn cái áp bê tông này. Đấy, các anh em mình thấy không? Đó là cái công dụng và cái cấu tạo của cái bê tông. Ngoài ra cái bê tông này thì nó có rất là nhiều loại nha các anh em. Thứ nhất là cái đỉnh này là đỉnh bàn, hoặc là đỉnh nhô cao, hoặc là đỉnh lõm. Ví dụ như cái này là đỉnh lõm, và đỉnh này được gọi là đỉnh omega. Vì tại vì cái tiết diện khi mà chúng ta cắt ngon như thế này thì cái lõm bên trong này nó hình chữ omega, cho nên người ta gọi là hình đỉnh omega ha. Đấy, thì cái vật liệu của cái bê tông này đa số nó sẽ là bằng nhôm. Đối với những động cơ mà nó cần cái mô men xoắn thì cái đỉnh bê tông hoặc là cái bê tông này nó sẽ bằng gon hoặc bằng thép ha, hợp kim, để cho nó nặng hơn. Nó sẽ thì đối với cái loại đó thì nó sẽ có cái lực quán tính rất là lớn. Còn đối với những cái xe mà nó có yêu cầu cái công suất lớn thì cái piston này thì nó sẽ đa số nó sẽ bằng nhôm, vật liệu bằng nhẹ hơn ha, hợp kim nhôm. Thì nó nhẹ thì lúc đó xe chúng ta mới vượt tốc được, mới tăng tốc được ha. Đó là cái về phần piston. Thì trên đỉnh piston là nơi để nó chứa cái buồng đốt. Đối với động cơ diesel thì nó sẽ là những cái thiết kế những hình chõm cầu như thế này, để cho nó xoáy trọng cái lượng không khí và cái lượng phun nhiên liệu đó, để nó tạo thành một cái hỗn hợp hòa trộn đồng nhất để cho nó cháy nó tốt hơn ha. Thì nếu mà tìm hiểu thêm sau thì nó sẽ có một cái đặc điểm, đó là cái chấu ắc lệch tâm. Có nên cái ắc này, trên lý thuyết thì cái ắc piston này nó sẽ nằm chính giữa cái đường tròn này ha, nhưng mà không phải, thực tế ra nó sẽ bị lệch qua một bên. Khi các anh em mình đóng cái ắc này vào trong vị trí này, các anh em mình hãy đo thì nó sẽ có bên lệch, bên không lệch ha. Thì cái một bên nó lệch ra là 2 ly ha. Đối với cái này mình đã từng đo rồi thì nó là 2 ly ha, lệch 2 mm. Về cái thông số khi các anh em mình đi làm, đối với các anh em thợ hoặc là các bạn sinh viên mới ra trường, thì khi đi làm sếp bảo là em hãy đo cái piston này là đường kính bao nhiêu, thì các anh em mình thường hay không có biết cách mà chúng ta đo đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả anh em, đó là khi mà chúng ta sếp mà có bảo mà chúng ta đo thì chúng ta hãy đo cái váy piston này nha. Đường kính của piston là chính là cái váy này à. Sếp hỏi cái piston này đường kính bao nhiêu, thì các anh em hãy đặt cái thước này, đặt lên đây ha. Đấy là váy ha, nó là 128 này các anh em, 128 ha. Đấy, đo hai vị trí này, không đo ở vị trí này ha. Đó, vị trí này là sai nha. Này các anh em mình thấy đó, đo là cái thước là cái sai liền. Đấy, hoặc là chúng ta đo trên cái đỉnh này là nó sai. Đấy, đo trên cái đỉnh này là sai nha các anh em. Cho nên các anh em hãy lưu ý ha. Ví dụ các anh em đo trên này nó chỉ có là 127 thôi ha. Đó, anh em mình thấy không, đo là
Cho nên là khi mà các anh em mình đo thì chúng ta phải biết cách đo nó ở vị trí nào là mình chính xác được ha. Đó, đường kính của bê tông thì chúng ta đo ở phần váy bằng dẫn hướng này nè, bằng dẫn hướng đây nè các anh em. Đấy, được gọi là váy bê tông ha. Rồi, đó là cái về phần bê tông ha. Đấy, các anh em mình xem ha. Đối với phần xi lanh thì nó sẽ có hai loại, xi lanh ướt và xi lanh khô. Đây là xi lanh ướt ha. Tại vì sao mà nó là xi lanh ướt? Tại vì xung quanh cái xi lanh này nó sẽ được bao phủ trực tiếp bởi nước bên ngoài xung quanh này để nó giải nhiệt cho cái xi lanh này, được gọi là xi lanh ướt. Còn đối với cái xi lanh khô thì nó ví dụ như đây là cái thân máy ha, thì bên trong này nó sẽ đóng một lớp sơ mi à, nó đóng trực tiếp vô trong này luôn. Và nó không, cái sơ mi đó không trực tiếp tiếp xúc với nước, được gọi là sơ mi khô, xi lanh khô ha. Đó, đó là về phần xi lanh. Xi lanh thì đối với cái xi lanh này nhá, khi các anh em mình đo kẽm này, ví dụ như sếp bộ em đo cái đường kính xi lanh này bao nhiêu, thì các anh em mình hãy đo trực tiếp trên này, không được lấy cái thước mà chúng ta đo sọt bên phía dưới này, tại vì đo bên phía dưới này là đo sai ha. Tại vì sao? Khi mà cái sắc men này chúng ta nó hoạt động, đây, ví dụ như khi mình gắn lên đỉnh bê tông ha, khi mình gắn lên cái bê tông này này, đó, các anh em mình thấy không? Nó cái đỉnh bê tông này là nó nằm trên này đúng không? Cái sắc men khí đầu tiên là nó nằm đây, thì khi mà làm trong xi lanh á thì nó sẽ nằm tại vị trí này, khoảng vị trí này. Có anh em mình mà đo từ vị trí trên này mà đi xuống dưới này thì nó là kích thước, nó không, đó là kích thước mòn nha các anh em. Còn kích thước chuẩn thì các anh em phải đo trên này ha. Đấy, kích thước chuẩn thì các anh em phải đo trên cái đoạn trên này, cái đoạn mà không tiếp xúc với cái bê tông này, cái đỉnh bê tông này này ha. Đấy, thì mới chúng ta mới lấy được lại cái kích thước chuẩn của nó. Khi mà chúng ta đo không đúng là chúng ta không có biết được kích thước chuẩn của xi lanh. Trên cái xi lanh này này thì nó sẽ có cái ron quy lát, nó sẽ tiếp xúc vào đây, tiếp xúc trực tiếp cái xi lanh là ron quy lát ha, tiếp xúc trực tiếp với cái ron quy lát là nắp máy ha. Thì trên xi lanh này thì nó đa số nó sẽ là bằng hợp kim gon. Cái đối với cái loại semi ướt này này, xi lanh ướt đó, thì nó sẽ có cái rãnh siêu, để cái rãnh này này để người ta bỏ 2-3 sợi siêu vào tùy theo động cơ ha, để nó làm kín nước ha. Còn mình phía dưới này cũng vậy, phía dưới này cũng là một cái đoạn để người ta gắn cái sợi siêu, nhưng mà sợi siêu nó tiếp xúc ở trên cái thang máy ha, không phải tiếp xúc trên này. Đấy, có loại là nó tiếp xúc trên này đó, tùy theo nhà sản xuất ha. Đấy, tiếp theo là cái phần thanh truyền. Đây là phần thanh truyền, là nơi để nhận lực cháy từ bê tông này sẽ tác động vào thanh truyền qua cái áp bê tông này ha, để nó truyền xuống trục khuỷu chúng ta và làm cho trục khuỷu chúng ta xoay quay, thì tạo ra moment xoắn ha, và tạo ra công suất cho động cơ. Cấu tạo thanh truyền thì các anh em mình cũng biết rồi, đây được gọi là cái áp nhỏ đầu nhỏ thanh truyền ha, đây là áp đầu to thanh truyền. Thì áp này, cái vùng này này thì nó sẽ tiếp xúc với cái trục khuỷu, còn cái này tiếp xúc với cái áp bê tông ha, áp bê tông đây. Đấy, khi mà lắp thì cái áp nó được sỏi nhiều vô ha, để xíu mình lắp lại cho các anh em mình xem. Đấy, thì đối với cái thanh truyền này thì các anh em mình hãy để ý một điều là đối với có một số loại nó sẽ có lỗ nhất này. Đấy, các anh em mình thấy không, có lỗ nhất á, thì cái lỗ nhất này sẽ xuyên thông xuống đây và nó xuống đây này các anh em. Đấy, có lỗ này, các anh em thấy không, thì lỗ nhất này nó nhận nhất từ cái trục khuỷu chúng ta sẽ bơm lên làm trên này để nó bôi trơn cái áp bê tông ha. Giờ mình nói tới vấn đề là sắc men. Đây là bộ sắc men, sắc men thì nó sẽ là bằng thép ha, bằng thép đây. Và đối với cái sắc men hơi á, sắc men ở trên đầu tiên, cái đầu tiên này này, thì nó sẽ mạ một cái lớp mạ chrome này để chống mài mòn ha, chống mài mòn. Cái này cũng vậy, sắc men khí là nó sẽ mạ lớp, còn sắc men nhớt đây, sắc men nhớt đây các anh em, nó có sẽ có rãnh nhớt này để nó thoát nhớt vào bên trong ha, thoát nhớt vào bên trong thì nó sẽ đi vào cái lỗ này này, đây cái lỗ trên cái thân của bê tông, thì nó sẽ làm bôi trơn cho cái áp bê tông này. Các anh em mình xem video thấy hay thì bấm like subscribe ủng hộ kênh giúp mình ha, và mình sẽ chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất, bổ ích nhất cho tất cả các anh bạn là sinh viên, tất cả các anh em là lái xe.
và tất cả các anh em muốn học nghề ô tô ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau.